Rồi xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay đội ngũ kỹ thuật của bên Trung tâm Cây Giống đang có mặt ở xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để trồng dự án cây mít vùng đỏ sao vàng cho chủ đầu tư nha bà con. Thì chủ đầu tư cũng đã đến trực tiếp bên Trung tâm Cây Giống chọn cho mình những cái cây mít vùng đỏ sao vàng Indo tốt đẹp nhất ha, chuẩn giống nhất, đảm bảo nhất, rồi bên Trung tâm Cây Giống sẽ xả nắng nuôi cho chủ đầu tư ha, hoàn thiện nhất. Thì hôm nay đến thời gian trồng thì bên Cây Giống giao và hỗ trợ kỹ thuật đến tận vườn để trồng cho chủ đầu tư luôn nha bà con. Đó, đây là kênh Trung tâm Cây Giống ha. Bà con nào có vào YouTube thì cứ vào đã gõ vào chữ Trung tâm Cây Giống mà yên tâm tới nhà và hai số điện thoại quen thuộc của bên Trung tâm Cây Giống ha. Đây là cây mít vùng đỏ số vàng Indo, thấy không? Cây này nuôi cho chủ đầu tư. Đó. Rất là đẹp ha, cây như này mới đủ tiêu chuẩn ra môi trường khắc nghiệt nha bà con. Nó nguồn bo phải đảm bảo chính thống được trồng nó mới đảm bảo được cái chất lượng nha bà con. Đây là mấy anh em kỹ thuật cũng đang đến tận vườn nên để trồng ha. Thì tùy theo cái nhu cầu của bà con như thế nào, bà con có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc có nhu cầu bên Trung tâm Cây Giống đến trực tiếp vườn của bà con trồng kỹ thuật cho bà con, chăm sóc hỗ trợ cho con, thì bên Trung tâm Cây Giống của chúng tôi đều có đội ngũ đến tận vườn để hỗ trợ cũng như là quy trình chăm sóc cho bà con hết nha bà con. Đó. Đây, còn nhận thấy không, vườn xe. Dự án này là 650 cây ở xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và chủ đầu tư trồng mô đôi luôn nha bà con. Tôi mới ra coi. Bà con thấy không? Cây nè. Nuôi rất là đủ, chèo chi rất là mạnh khỏe, cây rất là mạnh khỏe đảm bảo ha. Được xả nắng trực tiếp, cây được xả nắng trực tiếp thì mới trồng ra môi trường được nha bà con. Đó. Đây là mấy anh em nay là đến vườn đến trực tiếp đến vườn để trồng đó. Đây nguyên khu vườn ha, đang cho đội ngũ kỹ thuật đó là phân tải ra cây ra để chuẩn bị cái trồng cho chủ đầu tư. Còn đây là mấy anh em đang làm cái hệ thống ống nước gấp rút để khi mình trồng xuống kịp thì để tưới luôn nha bà con. Đó thì đồng hành với bên Trung tâm Cây Giống là cái phân hữu cơ quả cầu lửa 068 ha, của thương hiệu Bio Gia Băng, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng mà bên Trung tâm Cây Giống đã liên kết nhiều năm qua và cái thành quả đạt và chất lượng nha bà con. Đó thì theo cái quy trình trồng và quy trình phối trộn thì bên Trung tâm Cây Giống cũng tính được cái lượng phân thuốc 650 cây cho chủ đầu tư như thế nào ha. Thì trọng lượng trộn đó là 5 bao hữu cơ ha, 5 bao hữu cơ. 5 bao hữu cơ 068 ha. Trộn chung với một bao phun hóa Gia Băng, chúng ta sẽ trộn đều lên. Rồi chúng ta đánh tơi xốp ra, trộn đều lên và chúng ta bón cho giai đoạn đầu tiên mỗi một cây một hố như vậy là 500g 500g tức là nửa ký nha bà con, nửa ký. Thì từng cái giai đoạn bón như thế nào, từng giai đoạn trộn như thế nào thì bên Trung tâm Cây Giống cũng sẽ gửi cho bà con qua từng cái video một. Đó thì video này cũng muốn chia sẻ với bà con. Rồi khi mà chúng ta trồng xong, cố định cây xong ha, lắp đất lại ha, rồi xong rồi chúng ta sẽ dùng cái humic Gia Băng cộng cái cao kẽm, chúng ta pha theo đúng cái liều lượng chúng ta tưới. Tưới mỗi một cây như vậy 2 lít. Thì những cái video đó chúng tôi đều có làm thực tế hết. Đó thì bà con cái video này chỉ giới thiệu với bà con về trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cũng như là quy trình trồng tại vườn cho chủ đầu tư ha. Và đây là lô mít ha. Đó. Nguyên một cái khu vườn này trồng là 650 cây. Đó bà con giờ thấy không? Chủ đầu tư rất là kỹ lưỡng và bài bản cho làm hết toàn bộ hàng rào rồi. Đó. Và cũng là một đơn vị đi đầu ở khu vực này nha bà con. Bây giờ con giờ thấy xung quanh đúng toàn là lúa không ha. Và đây là cây mít đạt tiêu chuẩn. Mít đạt tiêu chuẩn như thế nào thì nó là phải đảm bảo được cái nguồn bo. Đầu tiên nó phải đảm bảo được cái nguồn bo nha bà con. Nguồn bo nó phải được lấy từ nguồn bo cây bố mẹ, cây chứng nhận cây đầu dòng á, thì đem nhân giống ghép vào thì sau này chúng ta mới có được cái kết quả tốt nhất nha bà con. Đó, thứ hai nữa là cây nó phải láng mượt nè. Gốc phải láng mượt ha. Thứ ba nữa là phải được nuôi ha, nuôi mạnh khỏe đảm bảo đủ tiêu chuẩn ha, phải chiều cao nó khoảng đủ tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta mới cho ra nắng cho trồng. Và đặc biệt một điều khi mà chúng ta trồng phải được xả nắng trực tiếp đầu chúng ta mới trồng mới đảm bảo được cái tránh được cái sự hao hụt nha bà con. Đó. Đây là những cái cây như vậy, là những cây như vậy là để cầm ha, để cầm. Đây bà con thấy không? Cây cầm để cho cố định cái cây lại. Khi mà cái giai đoạn đầu tiên chúng ta trồng là chúng ta phải cố định cái cây lại cho nó không bị gió lung lay ha, làm cho cái bộ rễ chúng ta, khi mà bộ rễ non chúng ta tưới humic kích rễ vào nó sẽ đi cái bộ rễ, phát triển bộ rễ mà chúng ta không cột cố định cây lại sẽ làm cho cái bộ rễ lung lay là cái cây nó sẽ chậm phát triển liền nha bà con. Đó. Đây là bên Trung tâm Cây Giống hỗ trợ về cái quy trình kỹ thuật cho chủ đầu tư, coi như là trồng mô đôi ha, mô đôi nha. Mô đôi và mới nhất ở vùng này luôn. Đó này ha. Cái chiều hoành mô thì dài 1,2 ha, 1,2. Thì tí xíu nữa những cái video sau chúng tôi sẽ trồng trực tiếp tại khu vườn này để chia sẻ tiếp cho bà con.
Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.